Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình React.js chuyên sâu. Thì bữa nay là buổi 2, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt môi trường và sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số cái công cụ để chúng ta làm việc được với cái công nghệ React này. Thì để làm việc được với công nghệ React thì chúng ta cần phải cài đặt môi trường Node.js này. Rồi sau đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ là Jam. Thì Jam là một cái công cụ để hỗ trợ chúng ta việc quản lý mấy cái dependency cho React. Rồi theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số cái tool như là Visual Studio Code. Thì cái thằng Visual Studio Code này thì nó là một cái IDE để cho chúng ta viết source code. Thì đây là một cái công cụ hoàn toàn miễn phí. Đó. Thì đây là một trong những cái công cụ phổ biến nhất để mà viết code React. Đó. Ngoài ra thì còn có một số cái công cụ khác để cũng có thể viết được code React như là Snipe Test, vân vân. Thì tùy vào cái sở thích của các bạn thì các bạn cài đặt cái công cụ phù hợp. Đó. Còn tôi thì tôi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái công cụ là Visual Studio Code để mà viết code. Rồi tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái nút in là React.js Code Snippet nút in. Thì đây là một cái nút in để hỗ trợ chúng ta viết được code được nhanh hơn. Thì đây là cái nút in sẽ cài đặt cho cái thằng công cụ là VS Code, Visual Studio Code ở trên này. Rồi cuối cùng thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt hai cái nút in là admin và editor. Thì đây là hai cái nút in sẽ hỗ trợ chúng ta cái việc mà check format code và check một số cái lỗi code vân vân. Đó thì ở các buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt lần lượt các công cụ này. Ví dụ ở buổi 3 thì tôi sẽ cài đặt Node.js này. Rồi buổi 4 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt thằng Jam này. Rồi tiếp tục là các buổi 5, buổi 6, buổi 7. Đó. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo.